Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn hai ván đấu của Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh đấu trên đấu trường Thiên Tiên Tường Kỳ. Mời các bạn thưởng thức hai ván cờ rất hay của Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh. Ván 1, Trung Tiếu Ngao, cấp độ 9.3. Thank you.
Long Jin. Long Jin. Long Jin. Xe 1, bình 8. Chơi đến đây, Chung Tiếng Ao chắc chắn sẽ mất thêm một quân nữa, cho nên anh đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2. A cộng. Thank you.
pháo 8 bình 5 bắt pháo. Chơi đến đây nếu bên đen chạy pháo thì sẽ sát cuộc ngay. Còn nếu như chơi pháo 6 bình 5 thì bên đỏ sẽ ung dung chơi xe 4 tấn 3. Bên đen không còn nước nào để chống đỡ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.